Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết về việc xây dựng lăng Bác. Theo lời Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị, tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch. Công trình này sẽ góp phần xứng đáng ghi lại công lao và sự nghiệp của Bác Hồ, sẽ góp phần xứng đáng động viên, nhắc nhở mọi người dân Việt Nam tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Công trình này sẽ là niềm tự hào và vinh dự của dân tộc Việt Nam ngày nay và muôn đời sau. Vì vậy, xây dựng lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai. Làm sao để công trình lăng Bác xứng đáng với thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc ta xứng với Bác Hồ, người anh hùng dân tộc vĩ đại nhất và cũng là người giản dị nhất, trong sáng nhất và thật gần gũi. Đồng thời, cũng làm sao cho lăng Bác thể hiện được tấm lòng kính yêu vô bờ bến và đời đời nhớ ơn của dân dân ta đối với Bác. Đầu năm 1970, Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng, cùng với Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nhóm thiết kế phác thảo lăng Bác trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có 77 phương án của các cá nhân và tập thể đề xuất. Trong số này, 5 phương án có thể hiện mô hình được chọn để báo cáo Bộ Chính trị. Sau đó, một phương án được chọn để làm việc với phía Liên Xô nhờ giúp đỡ trong quá trình thiết kế và xây dựng lăng. Ngày 19 tháng 1 năm 1970, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký tại quyết định số 16/CB ngày 19 tháng 1 năm 1970. Cũng trong tháng 1 năm 1970, đoàn đại biểu của Ủy ban Liên lạc Kinh tế với nước ngoài thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô sang nước ta chuẩn bị hiệp định giữa hai chính phủ và nhận bản nhiệm vụ thiết kế chi tiết lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 7 năm 1970, đồng chí Brezhnev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã gửi thư cho đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, khẳng định sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 9 năm 1974, Việt Nam và Liên Xô chính thức ký bản đặt hàng và chấp thuận số 84/75808 cho công trình lăng. Cũng từ đó, công trường xây dựng lăng Bác còn mang tên công trường 75808 do Viện Nghiên cứu Thiết kế Cục Tổ chức Xây dựng Moscow chủ trì cùng với các viện thiết kế chuyên ngành khác. Chủ trì thiết kế là kiến trúc sư Gatron Istakovich, người đã được nhận giải thưởng Lenin về thiết kế công trình lưu niệm ở thành phố Ulyanovsk, quê hương Lenin. Kiến trúc sư Gatron còn chủ trì thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và Tượng đài Lenin ở Hà Nội. Từ ngày 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 1971 tại Hà Nội, Việt Nam và Liên Xô đã trao đổi bản thiết kế kỹ thuật lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên nhận thấy thiết kế kỹ thuật đã phù hợp với nhiệm vụ thiết kế sơ bộ, nhưng cần bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể mà hai bên thấy chưa hợp lý. Sau đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, ngày 31 tháng 12 năm 1971, Chính phủ đã ra quyết định số 241/CB phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Như vậy, thiết kế sơ bộ dự định 6 tháng đã kéo dài hơn 1 năm, thiết kế kỹ thuật kéo dài 9 tháng. Theo dự kiến ban đầu, giai đoạn lập bản vẽ thi công và thiết kế tổ chức thi công dự định kéo dài 12 tháng và sẽ khởi công xây dựng lăng vào mùa khô năm 1972-1973. Tuy nhiên, năm 1972, đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc nên việc xây dựng bị hoãn lại. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1973, công trình mới chính thức được khởi công đào móng. Vật liệu xây dựng được mang về từ nhiều địa phương, vùng miền trên cả nước. Nhân dân dọc dãy Trường Sơn còn gửi ra 16 loại gỗ quý. Các loại cây trồng quanh lăng từ khắp các miền được mang về đây như trò nâu ở Đền Hùng, hoa ban ở Điện Biên, Lai Châu, tre từ Cao Bằng, vân vân. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm:
dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Cấu trúc lăng được chia làm 3 phần. Phần nền xây kiểu bệ tam cấp theo phong cách cổ truyền của kiến trúc Việt Nam. Phần thân lăng, cả bốn mặt đều có cột để tạo ra các khoảng trống tựa như các gian của những ngôi nhà nằm gian ở các miền quê Việt Nam. Phần mái lăng, hình phát vật tam giác, gợi lên nét kiến trúc cổ kính đình chùa. Trong ảnh quý vị đang xem là đoàn đại biểu anh hùng, dũng sĩ quân giải phóng miền Nam tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng có hình vuông, mỗi cạnh dài 30 mét. Cửa lăng quay sang phía đông. Hai phía Nam và Bắc có hai lễ đài dài 65 mét, dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diệu binh, duyệt binh và một thảm cỏ dài 380 mét, chia thành 240 ô vuông cỏ. Lăng được xây dựng trên nền cũ của tòa lễ đài giữa quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ từng chủ trì các cuộc meeting lớn và đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với việc xây dựng lăng, khu vực quảng trường cũng được thiết kế, cải tạo và xây dựng lại với tổng diện tích 14 hectare. Trong ảnh quý vị đang xem là công nhân đội thi công cơ giới Bộ Giao thông Vận tải san lấp mặt bằng xây dựng quảng trường phía trước lăng. Lăng được thiết kế để có độ bền vững cao, chống được bom đạn và động đất với cường độ lên tới 7 độ Richter. Ngoài ra, khi xây dựng lăng thì vẫn chưa có đập thủy điện sông Đà, nên vào mùa mưa lũ, nước sông Hồng có thể dâng cao, có nguy cơ vỡ đê, nước sẽ tràn vào Hà Nội. Những yếu tố đó đã được tính đến và đòi hỏi xây lăng phải có tầm cao tương xứng. Lăng còn được thiết kế thêm buồng đặc biệt để có thể dự thi hài tại chỗ trong trường hợp có chiến tranh. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức được khánh thành sau gần 2 năm thi công. Thi hài của Bác được di chuyển từ Đá Trông, Sơn Tây về Hà Nội. Dự lễ khánh thành có các lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội và đại biểu ưu tú các giới, các đoàn thể, các tầng lớp xã hội, tôn giáo và khách quốc tế. Trong ảnh quý vị đang xem là đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày khánh thành 29 tháng 8 năm 1975. Lăng mở cửa 5 buổi sáng mỗi tuần, trừ thứ Hai và thứ Sáu. Trung bình mỗi tuần có khoảng 10 đến 15 nghìn lượt người đến thăm viếng. Đặc biệt, rất nhiều cá nhân và đoàn thể đến thăm viếng lăng vào các ngày lễ, các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước. Hàng năm, lăng đóng cửa để làm nhiệm vụ tu bổ định kỳ vào các ngày trong tháng 10 và tháng 11. Ngày 19 tháng 5, 2 tháng 9 và mùng 1 Tết Nguyên Đán, nếu trùng vào thứ Hai hoặc thứ Sáu thì lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được tổ chức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Thân mến chào và hẹn gặp lại.